ngồi yên đấy, bố con mà cắn nhau à, bây giờ là phạt ôm nhau 10 phút, ôm sau 10 phút mới tha cho. Hư thân, chỉ vì thằng bí ngô kia mà thằng cải với thằng cà rốt nó cắn nhau mọi người ạ. Bây giờ mình đang phạt cho nó ôm nhau, bắt ôm nhau 10 phút để cho tình cảm đi lên. Cà rốt đứng dậy, nhặt xương đưa đến cho bố, xin lỗi bố nhanh. Rồi nhả ra, nhả ra, cà rốt ra ngoài, đi ra ngoài nhanh. Cải ăn đi kìa, cải ăn đi. Đấy, cà rốt nó xin lỗi đấy nha, không cắn nhau nữa chưa. Cà rốt ngồi xuống đây nào, ăn đi. Mày cắn nhau nhưng mà không có gì gọi là xây sát lớn cả, một hai vết ăn nhỏ thôi. Ăn đi, ăn đi. Cái ăn nửa cái thôi, thì còn nửa cái tí cho cà rốt ăn. Rốt ăn đi. Không ăn à? Không ăn thì cho cải ăn nhé.